うぞ。おいしそう。
to à? Vâng ạ. Ây dô. Nhiều cá chép nhỉ? Vâng. Để bác lấy đồ em cho đấy. Được 9 cân rưỡi ạ. 9 cân rưỡi à? Vâng. Ừ. Đây. Ừ. Cá béo nhỉ? Vâng. Ừ. Còn sống đấy. Vâng ạ. Con lấy kiểu gì mà được cá béo thế này? Câu bác ạ. Câu á? Vâng. Câu ở tầng đâu? Con câu ở ngoài suối bác ạ. Ngoài suối á? Vâng. Cá này đẹp nhỉ? Vâng ạ. Còn 7 cân. Cái này 7 cân là bán bao nhiêu lần à? Vâng. Vào nhà đi. Vào đây đi. Thì có cái gì đây? Có cá cho bác. Cá cho bác á? Vâng. Lấy về tặng bác à? Vâng ạ. Thế nào? Ôi dồi ôi. Hôm nay đi câu về muộn nè. Vâng. Nè ạ. Tặng bác con này á? Vâng. Ôi dồi ôi. Cá to ấy nè. Vâng. Thế nào? Ôi. Tặng bác con to thế cả? Vâng. Thế con được nhiều lắm à? Vâng ạ. Bán một phần à? Vâng. Thế tiền bán cá ở đâu? Ở trong đùi à? Đấy bác ạ. À, thôi cất ở trong đấy nhé, cất cẩn thận nhé. Vâng. Con này cho bác không ạ? Vâng ạ. Thì bác phải lấy tiền cho chứ? Không bác ạ. Không lấy à? Vâng. Ui dồi ôi, to nhỉ. Thế bác xin nhá. Vâng ạ. Ui dồi ôi, cho bác con cá to nhỉ. Vâng. Con này con câu ở ngoài suối, câu giỏi mới được con cá to như này đấy. Vâng. Ừ, thế bác xin nhá, không lấy tiền thật à? Vâng ạ. Ừ, thế tối rồi, đây ăn cơm tối với bác nhá, để bác đi nấu cơm, ăn cơm với bác nhá. Với bác ạ, con của con này về chân mèo nữa bác ạ. Chân mèo á? Vâng, với cả bố bác con ướt hết rồi. Quần áo ướt hết rồi à? Vâng. À? Vâng. Ừ, thế đợi bác một tí nhá, bác đi cất con cá đấy nhá. Vâng. Ừ. Thế... ở lại với bác à? Vâng. Ừ, trời tối rồi thì bác đưa con về nhé. Vâng ạ. Rồi.
Đây, đi gửi đi. Để bác đưa con về. Ra đây để bác, để bác quay xe nhé. Vâng. Bác đưa con về. Tối muộn lắm rồi đấy. Nha, con bác đưa con về nhá. Vâng ạ. Đây, lên xe đi. Bác đưa con về. Trời tối lắm rồi đấy. Nha, ngồi bên kia cửa thân chưa?